Đây là một trong những điểm đang thi công dự án công trình tuyến đường sắt đô thị Bến Thành Suối Tiên. Hiện tại thì cái phần rào chắn này đang được chủ thi công cho nới rộng ra so với trước đây. Nếu trước đây thì cái phần diện tích mặt đường lưu thông sau khi được rào chắn còn lại là 15m, thì hiện tại rào chắn sau khi được mở rộng sẽ chỉ còn lại 10m cho các cái phương tiện lưu thông qua lại tại khu vực này. Theo thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian 7 ngày sắp tới, thanh tra sẽ kiểm soát cái lưu lượng phương tiện lưu thông thực tế tại khu vực. Sau đấy sẽ có những cái đánh giá trình với lại Sở Giao thông Vận tải Thành phố có những cái điều chỉnh cho phù hợp. Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong thời gian thực hiện kế hoạch, đoàn thanh tra sẽ kiểm tra hơn 41 điểm công trình thiết yếu thuộc 9 chủ đầu tư đang thi công trên địa bàn toàn thành phố. Tuy nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có tới gần 150 công trình có rào chắn như thế này đang thi công. Theo phản ánh từ người dân, nhiều công trình đang làm chậm tiến độ, thậm chí thi công bầy hầy, gây mất an toàn cho người dân. Việc tồn tại các công trình này ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc đi lại, đặc biệt là trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán sắp tới. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong tháng 9 và tháng 10 năm 2019 đã lập gần 10 biên bản xử phạt trong lĩnh vực thi công công trình trên đường bộ đang khai thác với tổng số tiền 74 triệu đồng. Với các lỗi vi phạm phổ biến như không có người điều tiết giao thông, biển báo không đầy đủ, rào chắn không đúng quy định, v.v.